Xuất Ai Cập Ký, chương 34, Bảng Đá Mới. Chúa phán dạy Môi-se: Con đục hai bảng đá giống hai bảng trước, và ta sẽ viết lại trên đó những lời ta đã viết trên hai bảng con đã đập vỡ. Phải sẵn sàng vào sáng mai, con trình diện với ta trên đỉnh núi. Không ai được đi theo con, cũng không ai được làng vạng trên núi. Đến cả bầy bò và bầy cừu cũng không được ăn cỏ dưới chân núi. Vậy Môi-se đục hai bảng đá giống hai bảng đá trước và leo lên núi Sinai lúc sáng sớm như Chúa đã dạy bảo. Trong tay ông có cầm hai bảng đá. Chúa giáng lâm trong đám mây, đứng đó với Môi-se và tuyên bố danh Ngài là Chúa. Chúa đi ngang qua trước mặt Môi-se và tuyên bố: Ta là Chúa, ta là Chúa. Đức Chúa Trời có lòng thương xót và nhân từ, chậm giận, đầy ơn, đầy dẫy tình thương và thành tín, giữ lòng bác ái đến ngàn đời, tha thứ gian ác, phản nghịch và tội lỗi, nhưng không để cho người có tội được thoát hình phạt, và nhân tội tổ phụ, phạt con cháu đến ba bốn đời. Môi-se lập tức cúi mặt sát đất và thờ phượng. Ông thưa với Chúa: Ôi Chúa, nếu con được đặt ân dưới mắt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con. Xin Chúa tha thứ gian ác và tội lỗi chúng con. Chấp nhận chúng con là sản nghiệp của Chúa, mặc dù chúng con là một dân cứng cổ. Chúa phán: Này, ta lập giao ước với các con, trước mặt dân con. Ta sẽ làm những phép lạ trước đây chưa hề thấy trong bất cứ dân tộc nào trên đất. Toàn dân Israel là dân còn chung sống sẽ thấy những việc hết sức đáng sợ mà ta, Chúa, sẽ làm cho các ngươi. Phải tuân theo mạng lệnh ta truyền cho con hôm nay. Ta sẽ đuổi các dân Amorit, Canaan, Hethit, Pherezit, Hevit và Jebusit trước mặt các ngươi. Phải cẩn thận không được kết ước với các dân sinh sống trong xứ các con sẽ vào, vì nếu làm vậy, họ sẽ thành cạm bẫy cho các con. Phải hủy phá bàn thờ, đập nát các hình tượng và triệt hạ các trụ Asherah của các dân ấy. Đừng thờ lại bất cứ thần nào khác, vì Chúa là Đức Chúa Trời kỵ ta, danh Ngài là kỵ ta. Phải cẩn thận đừng kết ước với các dân bản xứ, vì khi họ hành dâm với các tà thần, cúng tế lễ vật cho các thần đó, rồi mời mọc các ngươi và các ngươi sẽ ăn của cúng. Cũng đừng cưới con gái họ cho con trai các ngươi, vì những người con gái này sẽ hành dâm với các tà thần và hướng dẫn con trai các ngươi thờ lạy các thần ấy. Đừng đúc hình tượng, phải giữ lễ bánh không men. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men như ta đã truyền dạy cho con. Giữ lễ này vào thời điểm đã ấn định trong tháng giêng, vì trong tháng đó các ngươi ra khỏi Ai Cập. Tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta, kể cả con đầu lòng đực của bầy gia súc, dù là bầy cừu hay bầy bò. Dùng cừu con để chuộc con nửa đầu lòng, nếu không chuộc thì phải bẻ gãy cổ con nửa. Phải chuộc tất cả con trưởng lam của các ngươi, không được trình diện trước mặt ta với hai bàn tay trắng. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng phải nghỉ vào ngày thứ bảy, ngay trong mùa cày cấy và mùa gặt hái, các ngươi cũng phải nghỉ. Phải giữ lễ các tuần với hoa lợi đầu mùa của mùa gặt lúa mì và lễ thu hoạch vào cuối năm, mỗi năm 3 lần. Toàn thể nam giới phải trình diện trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Ta sẽ đuổi dân tộc khỏi các ngươi, mở rộng bờ cõi các ngươi, và không một ai sẽ thèm muốn xứ sở các ngươi khi các ngươi ra mắt Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, mỗi năm 3 lần. Đừng dâng huyết con sinh tế cho ta, chung với bất cứ món gì có men, và đừng để thịt sinh tế của lễ vượt qua còn lại đến sáng hôm sau. Phải đem hoa lợi đầu mùa tốt nhất của ruộng đất ngươi lên nhà của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Đừng nấu dê con trong sữa mẹ nó. Rồi Chúa phán dạy Môi-se: Con ghi chép lại những lời này, vì căn cứ trên những lời này mà ta lập giao ước với con và với dân Israel. Môi-se ở trên núi với Chúa 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước. Chúa viết
trên hai bảng đá lời của giao ước, tức 10 điều răn. Mặt Môi-se sáng rực khi từ trên núi Sinai xuống với hai bảng đá giao ước trong tay. Môi-se không biết rằng mặt ông sáng rực vì ông đã trò chuyện với Chúa. Khi Aaron và toàn dân Israel thấy mặt Môi-se sáng rực, không dám đến gần. Nhưng khi nghe Môi-se gọi, Aaron và tất cả các cấp lãnh đạo trong cộng đồng đến và ông trò chuyện với họ. Sau đó, toàn thể dân Israel cũng đến gần và ông truyền lại cho họ các mạng lệnh Chúa đã ban cho ông trên núi Sinai. Sau khi nói chuyện với họ, Môi-se lấy màn che mặt mình lại. Nhưng khi vào trong sự hiện diện của Chúa để thưa chuyện với Ngài, ông tháo màn che mặt cho đến khi ông trở ra và truyền lại cho dân Israel những mạng lệnh của Chúa. Lúc ấy dân chúng thấy mặt ông sáng rực, nên ông lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu chuyện với Chúa.